Anh hai hôm nay có gì ăn không? Muốn ăn cái gì? Có luôn nha. Ăn gì kỳ vậy anh hai? Ăn cái gì thì tao cho mày ăn đá rồi đó, ai biết đâu. Nói chơi thôi nha. Giờ ăn sườn heo không? Sườn heo cũng được mà ở đâu có vậy anh hai? Rồi mình đi theo anh. Giờ cho cái sườn heo này vô cái thau nha. Rửa sạch sẽ qua nước muối rồi đó. Cho sa tế vô. Ây da, đậu hũ sa tế này nó dính dữ ta. Nhìn thấy ghiền chưa Quy? Dục luôn cái lọ nha. Chứ để cũng có ăn được đâu. Con gà này chỗ đang ăn thịt heo nha, không muốn ăn thịt gà đâu nha. Để ướp gia vị cho đều xong bắt đầu mình nhúng than nha. Gì chịu nổi thứ này nữa anh em à. Ok nha. Đi rửa tay cái. Không có rau ăn hả anh hai? Kiếm rau ăn. Rồi ok luôn nha, đợi xíu có rau luôn nha. Để nhấp lửa cái. Rau là quá đơn giản nha. Giờ xíu nữa anh kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp cái mấy anh em mình ngồi ăn sườn nướng nha. Giờ đi vô đây nè Phát ơi. Quy ơi, đi ở đây không được nha. Đây chỗ gà ngủ cứt gà không à. Em biết bên đây có chỗ mát nè. Vậy đi. Đi. Đây mát dữ à. Thôi, ok. Vô đợi sướng thịt thôi. Đừng ngồi đó đợi anh nướng thịt cái ngang quy. Gì để em quýnh đường quân. Để tao đi gần cho, đừng có tranh. Đi vào mày con, đi vào mày tao lấy mày. Thằng này đi mít ngu hút chó. Còn cái ớt nữa. Ê, chơi ngu thật chứ. Để tao ăn bùa cho. Còn phải lo muốn ngu nữa. Chọn chó phải lo nãy chơi ngu như bò ấy.
Còn cái ếch kêu tao nữa. À, mình nhúm lửa than khói thấy mẹ luôn, nó ngồi nó quýnh liên quân mà nó còn chửi nữa chứ. Đúng là tuổi trẻ. Chơi đi, hồi cái bắt đầu đập cái điện thoại bỏ rồi nè ha. Mới thay màn hình hết 800 ngàn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Thấy cẩn thận, đây là một phi vụ chạm chó. Cái cục này nay mua chắc là mua của cái lớp dê ông Năm bán ngoài ngoài ngã tư. Thịt heo nướng ăn độ với ta nhìn thèm quá. Rồi cả nhà ơi, sớm giờ nướng cái miếng sườn này cũng gần hơn cả tiếng một hồi đó là nó mới chín xong nha cả nhà. Giờ em với anh Quy với anh Phát, Phát thì đang cầm camera đó. Giờ ba thằng là chuẩn bị ăn thôi. Miếng này nó có chỗ lửa nó to quá thì nó hơi khét nè. Ồ, nhà xem nè. Ồ, hấp dẫn chưa, thằng Quy? Ồ, nóng quá. Giờ nhà mình không có chanh nha cả nhà. Giờ ăn nước mắm thôi. Mời đẹp, mời đẹp. Ngon. Hôm giờ mình nướng này, Quy cũng đi cắt lá chuối vòng vòng để lót trong nồi. Ăn được không Quy? Hiểu không? Ăn cái lõi ở trong cuối cùng thì chuối cho dễ ăn.
cháo bên đó, nguyên hai bè sườn này mà nướng xong nó còn còn chưa tới chắc chưa được kỹ không biết. Mỡ nó chảy ra rút nhiều quá. Cái củ hủ chuối này nó giòn ngọt. Tại vì mình chỉ ăn có cái lõi đó, nó không có dai gì, nó giòn. Có nhà thêm cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp anh em mình nha, cho kênh anh em mình mau lên được 1000 người đăng ký. Nên mình chấm nước mắm trong này nữa nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, share và like cho anh em mình nha. Chắc hôm nay anh em mình kết thúc video tại đây. Ăn mấy cái mỡ mình ngán thôi cả nhà. Giờ tạm biệt cả nhà nhé nha. Tạm biệt cả nhà nha. Nhớ đăng ký.